Xin kính chào quý vị khán giả. Lời nói đầu tiên thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến cho người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của chính mình. Tử vi trong tháng 7 cho thấy công việc làm ăn của quý vị gia chủ tuổi Tỵ đang rất trôi chảy và thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, trong tháng 7 này, do bị tiểu nhân hãm hại cho nên bạn cũng cần phải có sự thay đổi về phương hướng hoặc là kế hoạch làm ăn để phù hợp với các hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹ, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho những người ở xung quanh bạn cũng như là trong dự án của bạn. Ngoài ra thì làm việc gì, bạn cũng nên đi trước một bước. Nếu chậm trễ sẽ không có lợi, bị mất cơ hội tốt, lại còn bị thiệt hại. Và trong tháng 7 này, có tài lộc, có nhiều tin tức tốt đẹp về tiền bạc do được quý nhân giúp đỡ, cho nên là mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc thì bạn nên giải quyết một cách nhanh chóng, nhẹ nhàng, thẳng thắn và sòng phẳng. Chúng tôi cũng xin được nhắc nhở vì bị hạn thái tuế nên là tình hình tháng này thì bạn dễ bị nóng nảy. Và nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay và không nên chần chừ. Tháng 7 âm lịch là tháng cực kỳ tốt đẹp đối với những người tuổi Tỵ về mặt tiền tài. Cho nên là bạn cần phải nắm được điều đó để giúp cho mình có được những thành công rực rỡ về tiền bạc, cũng như là có nhiều cơ hội thăng tiến, làm ăn trong tháng này đều tốt đẹp. Sự thành công của những người tuổi Tỵ trong tháng này sẽ vang dội như thế nào? Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung mà chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Tỵ trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này được cục diện nhị hợp trợ lực nên công việc làm ăn kinh doanh của các quý vị gia chủ tuổi Tỵ có sự mở mang và khởi sắc hơn so với trước rất nhiều. Ra ngoài gặp được quý nhân trợ giúp nên mọi việc khó khăn đều được giải quyết. Đối với quý vị gia chủ tuổi Tỵ làm kinh doanh, tháng này sẽ có hợp tác mới hoặc là đối tác mới. Tuy nhiên trước mắt có thể chưa đạt được kết quả khả quan, nhưng về lâu về dài sẽ là tiền đề cho sự phát triển sau này. Phong thủy lộc tài nhắc nhở quý vị gia chủ tuổi Tỵ hết sức lưu ý các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Xuyên suốt tháng này là điềm báo có cản trở do hiềm khích cá nhân hoặc đố kỵ của tiểu nhân. Gia chủ chớ vội đắc ý mà lơ là, kẻo tiền mất tật mang. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này tuy có công việc hanh thông thuận lợi nhưng thu nhập lại không được như mong muốn. Những người làm ăn phải vô cùng vất vả mới đưa được việc kinh doanh đi đúng quỹ đạo. Phần lớn thành công liên quan đến phương diện tài chính đều là do bản thân tự tích tiểu thành đại. Tháng này nếu có ý định đầu tư, quý bạn nên tập trung vào các dự án nhỏ lẻ. Những mối làm ăn nhỏ sẽ mang lại nhiều tài lộc hơn cho bản mệnh trong năm Nhâm Dần. Đối với người làm công ăn lương thì phương diện tài chính chỉ dừng lại ở mức đủ chi tiêu. Tuy nhiên quý bạn nên tìm thêm cho mình các công việc tay trái thì thu nhập vẫn có khả năng tăng lên. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi sức khỏe của quý vị gia chủ tuổi Tỵ trong tháng này không có gì đáng lo ngại. Bệnh nghiêm trọng không mắc nhưng bệnh vặt khó tránh. Tuy nhiên bệnh có thì ắt có thuốc chữa, sớm gặp thầy gặp thuốc mà không nguy hại. Dưới tác động của hung tinh, gia chủ cần phải cẩn trọng hơn trong quá trình lao động hoặc sử dụng những vật bằng kim loại sắc nhọn, rất dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó, cần chú ý đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ hoặc gặp họa về đường sông nước vào khoảng thời gian cuối tháng.
các quý vị gia chủ tuổi Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tình duyên, gia đạo quý vị gia chủ tuổi Tỵ có gặp đôi chút bất lợi, thấy rõ nhất là sự ngăn cản từ phía gia đình hoặc áp lực cuộc sống, đôi lứa mới chớm nở tình yêu đã vội vàng chia ly vì những cản trở đó. Với các cặp đôi đang hẹn hò hoặc có ý định tiến tới hôn nhân thì nên sớm đưa ra quyết định, tránh mập mờ mà tình cảm phai nhạt. Nam nữ mạng đào hoa, có thể mở rộng quan hệ xã giao, chủ động hoặc là thụ động qua mai mối cũng đều gặp được người tâm đầu ý hợp. Nam mệnh vì mải mê phấn đấu cho sự nghiệp, gặp nhiều áp lực nên khó mở lòng. Đôi khi cũng chính vì như vậy cho nên bạn để lỡ mất cơ hội tốt. Tử vi của từng tuổi Tỵ trong tháng 7 âm lịch năm 2022, tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953. Tử vi tháng 7 năm 2022 âm lịch của những người tuổi Quý Tỵ cho rằng đây là một tháng khá thuận lợi. Mọi việc tiến triển suôn sẻ, hanh thông, bản mệnh tạo được các mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Tháng này may mắn từ sự nghiệp sẽ giúp cho những người tuổi Quý Tỵ trong công việc xác định được mục tiêu rõ ràng của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng biết phát huy sức mạnh của tập thể. Sử dụng các kết nối để giải quyết công việc nên mọi khó khăn đều được tháo gỡ. Về cơ bản, tình hình sức khỏe của những người tuổi Quý Tỵ khá ổn định trong tháng này. Bạn không phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng. Tháng này bình lặng, mâu thuẫn nhỏ có thể xảy ra đối với quý vị gia chủ tuổi Quý Tỵ đã có gia đình, nhưng không ảnh hưởng nặng nề tới tổ ấm. Tuy nhiên, thời gian này cũng có thể xuất hiện người thứ ba xen vào mối quan hệ của bạn dẫn đến những nỗi buồn, trăn trở, lo nghĩ của bản mệnh. Tháng này bạn bè có thể trở thành nhân tố tác động đến mối quan hệ của Quý Tỵ. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Phủ một màu ảm đạm trong tháng này, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Nhiều người vì thiếu kiến thức đầu tư nên tài lộc dễ bị tổn thất nghiêm trọng, thậm chí phải gánh một khoản nợ nặng nề. Công việc cũng không được thuận lợi như ý muốn, vì vậy làm việc gì cũng cần phải cực kỳ cẩn thận, chớ nghe theo lời xúi bẩy của người ngoài. Muốn gặt hái thành công, bạn cần cố gắng dựa trên sức của mình, chớ phụ thuộc vào những người khác. Phương diện sức khỏe cũng kém phần lý tưởng, bệnh cũ tái phát nặng hơn, nếu không cứu chữa kịp thời, có thể dễ gặp phải biến chứng. Vì thế ngày thường bản mệnh chú ý tới sinh hoạt điều độ, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 phải xác định đối diện với nhiều khó khăn trong tháng này. Trên phương diện sự nghiệp, bạn dễ phải chịu tác động từ bên ngoài, dẫn đến tình trạng thiếu tập trung và kiên nhẫn, đặc biệt là khi giải quyết các công việc yêu cầu sự cẩn thận và tỉ mỉ. Để tránh phạm phải sai lầm nghiêm trọng, bạn cần luôn nghiêm khắc với bản thân của mình, tự tìm kiếm động lực để cố gắng. Mối quan hệ vợ chồng cũng dễ phải chịu thử thách trong thời điểm này. Bạn cần giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, tránh để những lời ra tiếng vào phá hủy tình cảm đôi bên. Cùng với đó, bạn cũng cần phải tin tưởng vào nửa kia nhiều hơn, thường xuyên trò chuyện, tâm sự với đối phương để hóa giải hiểu lầm. Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Trên phương diện sự nghiệp, dù bản mệnh không đạt được bước thăng tiến gì quá lớn, nhưng cũng sẽ không gặp phải quá nhiều khó khăn. Chỉ cần bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ của mình thì công việc vẫn sẽ tiến triển ổn định. Phương diện tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu nhích nhẹ, đặc biệt là trong các khoản thu phụ. Bản mệnh chỉ chăm chăm làm thêm thì ắt được trả một mức lương xứng đáng. Trên phương diện tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp được nửa kia phù hợp hơn, bạn nên quan tâm nhiều hơn đến hình thức của mình, như vậy có thể dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác giới. Người đã lập gia đình cần chú ý giữ khoảng cách với người ngoài, chớ để chuyện thị phi gây tác động xấu liên quan đến quan hệ vợ chồng. Tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Trong tháng 7 âm lịch, người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 sẽ có nhiều cơ hội được cải thiện thành tích, đạt được điểm số khả quan trong học tập. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng. Bạn cũng cần phải phấn đấu nhiều hơn và không nên lười biếng. Đồng thời, sức cạnh tranh trong năm cũng tăng lên. Nếu biết tận dụng, cạnh tranh chính là con đường thúc đẩy quyết tâm, sự chủ động để nâng cao thành tích. Còn nếu dễ dàng đầu hàng, bạn có thể sẽ thụt lùi hơn so với đồng nghiệp. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm là Đại Dịch Thổ, tháng Thân Lục Hợp Tỵ, Tam Hợp Tý và Thìn thành Thủy Cục, Xung Dần, Hình Dần, Hình Hợi, Hại Hợi, Phá Tỵ và Tuyệt Mão.
Đối với những người tuổi Tỵ trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 7 năm 2022, tức ngày 2 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Đinh Hợi, có nạp âm Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 7 năm 2022, tức ngày 2 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Đinh Hợi, có nạp âm Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 7 năm 2022, tức ngày 14 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Hợi, có nạp âm Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Các ngày tốt đối với những người tuổi Tỵ trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 7 năm 2022, tức ngày 30 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm Tuyển Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 7 năm 2022, tức ngày 11 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Bính Thân, có nạp âm Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 7 năm 2022, tức ngày 23 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Mậu Thân, có nạp âm Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Và hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Tỵ trong tháng 7 âm lịch này sẽ giúp đỡ cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống và có những bước đi vững chắc thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên đăng ký ủng hộ kênh và nhấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã khép lại. Xin mến chào và hẹn gặp lại.